Bản tin tối ngày 22 tháng 11 IDF cho biết giao tranh trên diện rộng với Hamas vẫn đang diễn ra ở Gaza Quyết định của nội các Israel về thỏa thuận con tin được công bố Lệnh ngừng bắn được giới hạn trong 10 ngày kể từ lần trao đổi đầu tiên Israel nêu tên của các tù nhân Palestine có thể được thả theo thỏa thuận trao đổi con tin Mỹ hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng sẽ dẫn đến tạm dừng giao tranh ở biên giới Liban bị tổn thất nặng nề gần Aptika, quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật mới. Nga khai triển tên lửa hạt nhân mới ở vùng Kaluga, phía tây nam của thủ đô Moscow. Mỹ lo ngại khả năng Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga. Động thái của Mỹ, Nhật, Hàn sau vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên. Tin tại Việt Nam, hạn chế xe qua thành phố Thủ Đức và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 23 và 25 tháng 11 cổng chào xã ở Bình Dương xuất hiện dòng chữ lạ nghi giới thiệu cá cược bóng đá. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 22 tháng 11 của DKN. Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bpa.dkn.tv. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà Long Vân của Tâm Xuân Trà có vị chát dịu, ngọt hậu, nước vàng mật ong và hương thơm quyến rũ. Trà sạch Thái Nguyên được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ, bảo đảm an lành và đậm đà hương vị. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch tra2 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu là những diễn biến về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động ở giải Gaza, giữa lúc lực lượng mặt đất giao tranh căng thẳng với các thành viên của Hamas và các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố. Theo báo Tham Sập Israel, cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra khi Israel và Hamas đồng ý đình chiến tạm thời để cho phép thả con tin, bởi vì lệnh ngừng bắn vẫn chưa có hiệu lực. IDF cho biết, Lữ đoàn thiết giáp số 7 đã thực hiện một số cuộc không kích trong đêm nhằm vào các địa điểm của Hamas, nơi từ đó lực lượng này đã xả súng vào quân đội Israel. Trong khi đó, Lữ đoàn bộ binh Givati đã đột kích vào khu vực Sheikha Jalit, gần Jabaliya và phá hủy một số trạm quan sát của Hamas. Đồng thời, Lữ đoàn thiết giáp dự bị số 14 đã tiến vào khu vực Be'it Hanoun, xác định vị trí kho vũ khí bên trong của một ngôi nhà. Trong khi đó, ở phía Bắc Gaza, tiểu đoàn 202 thuộc lữ đoàn nhảy dù đụng độ dữ dội với các thành viên của Hamas, loại bỏ một số chiến binh hồi giáo. Theo IDF, lữ đoàn dự bị thiết giáp Haren đã tấn công cơ sở hạ tầng đường hầm của Hamas ở hướng này. Lữ đoàn dự bị số 261 cũng đã xác định được một tòa nhà ở phía Bắc Gaza có đặc vụ và vũ khí của Hamas bên trong. Họ đã phá hủy và tiêu diệt những thành viên ở bên trong. Ngoài ra, IDF cũng cho biết, hải quân Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm của Hamas dọc bờ biển, bao gồm một tòa nhà dân cư, mà từ đó, các tay súng bắn tỉa của Hamas được cho là đã đổ súng vào lực lượng mặt đất của Israel. Tin tiếp theo, chính phủ Israel vừa công bố quyết định của nội các về thỏa thuận bảo đảm thả khoảng 50 con tin trong số khoảng 240 người bị bắt cóc ở Gaza trong cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của lực lượng Hamas. Quyết định này đưa ra khuôn khổ cho thỏa thuận được chính phủ phê duyệt và bao gồm 3 phụ lục, khuyến nghị của cố vấn an ninh quốc gia Jachi Hanegbi, một tài liệu mật đã được trình lên nội các nhưng đã không được công bố và danh sách của 300 tù nhân an ninh Palestine đủ điều kiện được thả trong thỏa thuận. Theo quyết định này, tất cả 300 tù nhân Palestine sẽ chỉ được thả với điều kiện 100 con tin còn sống, gồm công dân Israel hoặc cư dân Israel được trả tự do rời khỏi Gaza và trở về Israel. Việc thả con tin sẽ diễn ra theo hai giai đoạn, với nhiều thời điểm trong mỗi giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, Israel sẽ thả 150 tù nhân Palestine sau khi 50 con tin được trao trả cho Israel. Giai đoạn này sẽ diễn ra theo bốn thời điểm, với ít nhất 10 con tin được thả mỗi lần. Quyết định cho biết, phần đầu tiên sẽ kéo dài 4 ngày, trong đó giao tranh sẽ tạm dừng. Trong giai đoạn thứ hai, Israel sẽ thả tối đa thêm 150 tù nhân an ninh Palestine nếu có thêm 50 con tin được trả lại cho Israel. Thỏa thuận cho biết tỷ lệ tù nhân Palestine so với con tin Israel tương tự từ giai đoạn đầu tiên sẽ tiếp tục, với mỗi lần bổ sung sẽ thả ít nhất 10 con tin. Thông cáo viết, cứ mỗi lần thả thêm 10 con tin thì giao tranh sẽ phải tạm dừng thêm 24 giờ. Một lần nữa, trong giai đoạn thứ hai, tù nhân sẽ chỉ được thả khi con tin trở về Israel. Tuyên bố nói rằng, ngay sau khi kết thúc thời gian tạm dừng giao tranh cần thiết để đảm bảo giải thoát con tin, giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra ở giải Gaza nhằm phá hủy năng lực quân sự của Hamas cũng như của lực lượng thánh chiến hồi giáo Palestine ở Gaza và tạo ra các điều kiện để trả lại tất cả các con tin. Quyết định này cho phép nội các chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Benyamin quyết định danh tính các tù nhân sẽ được trả tự do trong từng giai đoạn lấy từ danh sách được cung cấp. Họ cũng được ủy quyền để xác định thời gian của từng giai đoạn. Ngoài ra, quyết định cho biết họ có thể quyết định về việc kết thúc các giai đoạn và toàn bộ thời gian trao đổi, cũng như việc tạm dừng giao tranh được giới hạn tối đa 10 ngày kể từ khi kết thúc giai đoạn đầu tiên. Quyết định nêu rõ, bất kỳ tù nhân Palestine nào trong danh sách vẫn chưa được trả tự do cho đến khi kết thúc cuộc trao đổi thì sẽ không được trả tự do. Sau khi công bố tên của các tù nhân Palestine Công chúng Israel có 24 giờ để kháng cáo lên tòa án tối cao chống lại thỏa thuận hoặc thả các tù nhân cụ thể. Tiếp tục liên quan đến diễn biến này, Israel công bố danh sách của 300 tù nhân Palestine và những người bị giam giữ có thể được thả, như một phần của thỏa thuận giải thoát các con tin của Israel bị Hamas và các nhóm khủng bố khác bắt giữ ở Gaza. Theo tờ Times of Israel, danh sách này mang đến cho công chúng cơ hội kháng cáo việc trả tự do cho các tù nhân cụ thể. Theo thỏa thuận, Israel sẽ thả tối đa 150 tù nhân an ninh để đổi lấy tối đa 50 con tin trong 4 ngày đầu tiên, cộng thêm nhiều người hơn nữa sẽ được thả theo tỷ lệ tương tự trong danh sách 300 tù nhân, nếu có thêm con tin được trả tự do. Đại đa số với 287 trong tổng số 300 tù nhân an ninh dự kiến được thả tự do, là nam giới từ 18 tuổi trở xuống, hầu hết họ bị giam giữ vì tội bạo loạn và ném đá ở bờ tây hoặc đông Jerusalem. 13 tù nhân còn lại là phụ nữ trưởng thành, hầu hết họ bị kết tội âm mưu khủng bố bằng những cú đâm. Tham Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ dẫn đến tạm dừng hoàn toàn, giao tranh dọc biên giới Israel đi băng. Quan chức Mỹ giấu tên nói, chúng tôi cũng hy vọng rằng điều này, tức thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas, sẽ dẫn đến tạm dừng hoàn toàn một số hành động thù địch ở phía Bắc, ở biên giới Liban. Chuyển đến một diễn biến khác liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Trang tin RBC của Ukraine dẫn lời chuyên gia quân sự cho biết, do tổn thất nặng nề gần Abdiivka, quân đội của Nga đang sử dụng chiến thuật mới. Theo hãng tin của Ukraine, tuần trước, một đoạn video quay cảnh xe tăng cảm tử của Nga được cho là có thể tiến vào khu công nghiệp Abdiivka đã được đăng tải trên mạng Internet. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác định đó chính là loại xe tăng MTLB. Nó đã chạy vào một mỏ và phát nổ. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, có lo ngại cho rằng người Nga có thể sử dụng chiến thuật cho nổ tung các xe bọc thép chứa đầy chất nổ khi họ tiến vào các vị trí của Ukraine. Nhưng theo giới chuyên gia quân sự của Ukraine, chiến thuật này có thể sẽ không hiệu quả vì có nhiều bãi mìn ông Alexander Kovalenko, một nhà phân tích chính trị quân sự của nhóm thông tin kháng chiến, đã giải thích rằng những người Nga đã áp dụng chiến thuật này ở ISIS. Nó được sử dụng rộng rãi ở Syria và đây không phải là lần đầu tiên nó được áp dụng ở Ukraine. Ông Kovalenko giải thích một chiếc xe tăng chứa đầy chất nổ và hướng theo đường thẳng. Nếu chúng ta đưa ra giả thiết về việc tấn công vào một vị trí cụ thể thì đây là loại vũ khí thực sự nghiêm trọng nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng đều bị phá hủy khi tiếp cận hoặc tự chúng phát nổ do vấp phải mìn. Theo trang tin RBC của Ukraine, điều đáng chú ý là vào đầu tháng 10 vừa qua, quân đội Nga đã tăng cường tấn công nhằm vào khu vực Avdiivka và đã đạt được một số thành công nhất định. Mục tiêu chính của họ là bao vây và sau đó chiếm lấy cái mà phía Ukraine gọi là cổng vào Donetsk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của Ukraine Valery Zaluzhny đã cho biết, trong tháng qua, khi quân đội Nga hoạt động gần Abdiivka, họ đã mất khoảng 10.000 binh sĩ theo hướng này Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã xác nhận tổn thất của Liên bang Nga ở khu vực Abdiivka lớn hơn so với tổn thất ở Bakhmut Kính mời quý vị cùng thưởng thức giò trà vạn xuân Tân ước của những người làm nghề gia truyền và có tâm tại xã Tân ước, huyện Thanh Ngoai, Hà Nội Giò lụa, giò xào, giò tay nấm, chả quế, chả mỡ, chả cốm tất cả đều tươi ngon và đậm đà hương vị truyền thống, được làm từ thịt lợn sạch của trang trại chăn nuôi sinh học. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 22 tháng 11 rằng Nga đã khai triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yas mới tại căn cứ Khozes ở vùng Kaluga, phía tây nam Moscow. Nga mô tả tên lửa Yas được phát triển vào những năm 2000 và có khả năng mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch là một trong những vũ khí mới hơn có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Ria cho biết trung đoàn Kozets nơi tên lửa mới được nạp vào hầm chứa là đơn vị đầu tiên trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga bắt đầu nâng cấp tên lửa Yas đặt trong hầm chứa. Tên lửa ban đầu được khai triển tại các trung đoàn khác dưới dạng phiên bản di động. Theo hãng tin AP mỹ tỏ ra quan ngại sâu sắc về khả năng iran chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho liên bang nga tuyên bố này được đưa ra bởi điều phối viên truyền thông chiến lược của hội đồng an ninh quốc gia tòa bạch ốc john kirby theo ông kirby việc sử dụng tên lửa như vậy ở ukraine có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực ông kirby cũng chỉ ra rằng iran được cho là đã cung cấp cho nga nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm máy bay không người lái máy bay không người lái mang dữ liệu bom dẫn đường và đạn pháo vì vậy, có khả năng Tehran sẽ thực hiện bước tiến tiếp theo trong việc hỗ trợ Moscow bằng cách cung cấp tên lửa đạn đạo. Đại diện chính quyền Mỹ cũng lưu ý rằng, trong chuyến đi gần đây tới Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã làm quen với các loại tên lửa đạn đạo mới. Điều này gây ra một số nghi ngờ từ phía Mỹ. Chính quyền Mỹ đặt nghi vấn rằng Nga để đổi lấy hỗ trợ quân sự có thể đang đề nghị hợp tác với Iran trong lĩnh vực tên lửa, hệ thống phòng không và điện tử quân sự. Tuy nhiên, theo avpro hiện tại không có bằng chứng nào về điều này. Hàn Quốc đang đàm phán với Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận hàng hải chung gần bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh do thám thành công. Theo John Hap, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc thông báo hôm 22 tháng 11, chúng tôi đang tham vấn để tiến hành các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên vào cuối tuần này, khi Tàu Carvinson chuẩn bị quay trở lại. Nhiều nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, hải quân Hàn Quốc và Mỹ sẽ tham gia cùng lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản trong cuộc tập trận chung. USS Carvinson, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, đang cập cảng Busan tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận Hàn Quốc Mỹ có thể sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 và cuộc tập trận ba bên sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11. Tàu USS Carvinson đã đến căn cứ hải quân ở thành phố Cảng phía đông nam Hàn Quốc hôm 20 tháng 11 trong một động thái nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên. Triều Tiên hôm 22 tháng 11 thông báo nước này đã thành công trong việc đưa một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo sau hai lần thất bại trước đó. Mỹ nhanh chóng cáo buộc vụ phóng tên lửa là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và cho rằng vụ việc này có thể gây bất ổn cho khu vực. Trong khi đó, Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách cho biết sẽ nối lại các hoạt động giám sát dọc biên giới với Triều Tiên, vốn đã bị đình chỉ vào năm 2018, như một phần của thỏa thuận mà Seoul, Bình Nhưỡng ký nhằm giảm căng thẳng quân sự. Những nỗ lực trước đây của Triều Tiên nhằm đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo vào tháng 5 và tháng 8 đều thất bại. Seoul, Tokyo và Washington đã nhiều lần cảnh báo Bình Nhưỡng không tiến hành vụ phóng tên lửa khác vì điều này sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tên lửa phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo có một số điểm tương đồng về mặt kỹ thuật, nhưng nghị quyết Liên Hợp Quốc đã cấm Triều Tiên không sử dụng công nghệ đạn đạo. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch hạn chế giao thông để phục vụ giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh quốc phát thanh VOH năm 2023 khu vực hạn chế xe lưu thông kéo dài qua các tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận Nhất. Theo đó, dự kiến từ 7 giờ đến 8 giờ 10 phút ngày 23 tháng 11, sáng thứ Năm, các phương tiện cần hạn chế lưu thông trên lộ trình các đường thuộc thành phố Thủ Đức, bao gồm Nguyễn Văn Bứa, Quốc lộ 22, Lê Thị Hà, Quang Trung, Đặng Thúc Vịnh, Bùi Công Trừng, Cầu Phú Long. Đến trưa ngày 25 tháng 11, dự kiến từ 11 giờ đến 11 giờ 35 phút, Đoàn đua sẽ về thành phố Hồ Chí Minh trên chặng đường qua thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh và kết thúc tại trung tâm quận Nhất. Quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, Lê Duẩn. Chương trình hạn chế phương tiện lưu thông trong khoảng thời gian nêu trên, do đó người điều khiển xe có thể tìm phương án di chuyển thay thế để tránh ùn tắc. Bảng điện tử trên cổng chào xã ở tỉnh Bình Dương bất ngờ xuất hiện dòng chữ lạ là nghi liên quan đến việc giới thiệu trang cá cược bóng đá khiến nhiều người bất ngờ. Sự việc trên xảy ra tại xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, từ chiều tối ngày 20 tháng 10, người dân sống gần khu vực cổng trào xã Nông Thôn Mới, An Sơn, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, đã rất bất ngờ khi thấy bảng điện tử gắn trên cổng trào có dòng chữ lạ, thay thế cho nội dung từ trước tới nay. Cụ thể, bảng điện tử xuất hiện dòng chữ, nhà cái đến từ châu Phi bằng đèn led màu đỏ chạy trên bảng nhiều lần. Theo một phụ nữ sinh sống gần đó, ban đầu người này cũng không rõ dòng chữ lạ này có ý nghĩa gì, nhưng khi hỏi những người xung quanh thì mới biết liên quan đến việc cá cược bóng đá trên mạng. Ngay khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý. Theo trưởng ban điều hành ấp Phú Hưng, trong tối ngày 20 tháng 10, ông nhận được thông tin từ cán bộ văn hóa xã An Sơn nhờ đến hiện trường kiểm tra. Khi ông này đến cổng chào, thì thấy các nội dung hiển thị bị mờ nhòe, nên đã tắt bảng hiệu. Đến sáng ngày 22 tháng 11, bảng điện tử này vẫn chưa hoạt động trở lại. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Hà Minh Tuấn, chủ tịch xã An Sơn cho hay, theo xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, trước khi xuất hiện dòng chữ lạ trên, có hai người đàn ông hành vi bất thường xuất hiện gần khu vực điều khiển bảng điện tử. Ông Tuấn nói, chúng tôi nghi ngờ việc này có sự can thiệp của người lạ. Hiện xã đang làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contactdkn dkn tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.